nên sai đúng như thế nào gia chủ xác nhận ha. Cái thứ nhất là gieo được quẻ địa sơn khiêm, địa hỏa minh di. Cái thứ nhất là ra quẻ khiêm mà mọi người lưu ý này, ra quẻ khiêm mà thường nhà là nó sẽ là bị che sau một nhà khác, hoặc là nhà trong hẻm, hoặc là trước nhà sẽ có cái sân. Đó, bởi vì khiêm là gì? Khiêm là thoái lui, đúng không? Dùng khiêm là khiêm tốn á, đúng không? Khiêm nó từ khiêm tốn á, cho nên khiêm tốn có nghĩa là thoái lui. Cho nên là khi mà gieo những quẻ này, một là nhà sẽ thấp hơn nhà người khác, hai là nhà sẽ trước nhà sẽ bị che, hoặc là nhà sẽ bị thụt vào, hoặc là nhà trong hẻm. À, nói chung là bị che chắn, đó là quẻ của địa sơn khiêm. Và thậm chí nếu như mà quẻ địa sơn khiêm ứng với con người là người này làm trưởng được, khó làm trưởng lắm, khó làm vai trưởng, ví dụ như khó làm trưởng phòng, khó làm giám đốc, đúng không? Nếu như có làm, một là nhân viên, hai là trợ lý, ba là cũng phải làm khó thôi, đúng không? Tức là về dùng mình không phải là làm có nhất trong một cái gì đó mà còn trưởng cũng khó. À đúng rồi, cùng không được trưởng là luôn khó trưởng luôn, đúng không? Trưởng nhưng mà không phải trưởng. À đúng rồi, trưởng không phải trưởng. Đó là quẻ địa sơn khiêm. Và để sơn khiêm này thường là có như trong cuộc sống, nếu như mà làm thì cũng phải nhún nhường người ta. Kiểu đó, mình đôi lúc mình chính kiến của mình chả được thể hiện đâu. Mình muốn tồn tại, mình muốn sống, mình phải khiêm lại, tức là phải thủ hơn. Đó là địa sơn khiêm. Qua địa hỏa minh di là ánh sáng bị che lấp. Cái gốc của địa hỏa minh di là ánh sáng bị che lấp, thì có nghĩa là trong nhà này sẽ có tổ tóc, đúng không? Quẻ địa sơn khiêm và địa hỏa minh di thì đều là hào âm nó nhiều hơn hào dương, đúng không? Như vậy là người trong nhà này là có chừng là mà hào dương toàn là nằm ở những vị trí thấp, đúng không? Toàn là hào âm thì nằm ở vị trí cao. Điều này có nghĩa là có chừng là những người dương trong nhà này là bị những người âm nó đè, tức là bị thất thế, đúng không? Kết hợp với quẻ khiêm là gì? Sống là phải biết thoái lui, tức là luôn luôn bị đè đầu cưỡi cổ. Có đồng ý không anh Nam? Rồi. Đúng rồi. Âm thịnh dương suy. Âm thịnh dương suy là đúng rồi đó. Thì em hỏi là anh có đồng ý bị đè đầu dưới cổ không? Không đấy. Anh đồng ý. Thầy mới nói xong. Không phải em không đồng ý nhưng mà bị. Nói chúng ta đồng ý thì cũng không đồng ý làm đâu chứ đâu. Tại vì anh Long nhiều lúc là đè chừng ngược lại mà. Đúng không? Rồi, tiếp theo. Quẻ là địa sơn khiêm và địa hỏa minh di, đúng không? Kết hợp với lúc này nhà là không vong. Thì em nói rồi, những cái nhà này là dễ có bạn, đúng không? Đó, bạn sẽ đi vô đi ra được. Rồi, cái thứ hai là nhìn vô trong quẻ là tiếp tục thấy quan quỷ lâm hao 2 và lâm mệnh sản, đúng không? Thì càng khẳng định thêm là nhà này chắc chắn của bạn, đúng không? Giờ em nói chắc chắn của bạn, đúng không? Chứ không phải là lúc này nói là có khả năng nữa, mà nhà này chắc chắn. Vấn đề ở chỗ là gia chủ có thấy hay không thôi, đúng không? Có cảm nhận được hay không thôi. Đó, rồi ngang đây gia chủ xác nhận cái đã, rồi chúng ta đi tiếp. Trong thì cái bài mong thì này chưa thấy lần nào, nhưng mà có ông già lúc ông mới vào đây nè, thì ngủ ở trong cái phòng đây thì có cảm giác có cặp vợ chồng đứa con. Em có máy không vậy? Kéo chân ông già. Còn có máy em mà lúc đó ổng thì ông già thì đang nằm bên Sở Me, thì ổng có lúc mà mới giải phóng ra, lúc là lên 5 tháng mấy thì ổng có được cấp súng á. Nói thì nói nếu mà ở đây tôi không biết ở đây là của ai, nhưng mà ở đây bây giờ hiện tại là cấp cho tôi ở, tôi không biết mà tôi ở đây có cái chuyện gì mà phiền mấy ông á, mấy bà thì hãy báo cho tôi biết, chứ còn không rồi ấy tôi bắn á. Đó thì lúc đó tự nhiên cái đứng lên thì vô cái góc ấy, mất luôn từ đó. Rồi ok, tức là ngày xưa là tại vì hồi xưa ở đây á, lúc mà trước sau khi giải phóng á, năm 75 sau khi giải phóng á, là ở đây được trưng dụng làm cái nhà phố xanh. Rồi vậy là hiểu rồi đó. Vậy là nhiều chứ không phải nhiều rồi. Ok. Cái gì xanh chứ chị? Bảo xanh. Bảo xanh. Xanh để nó không biết rồi. Nơi cho các chị em ở. Mấy từ lạ quá em. Thì rồi, đây tiếp theo thay luận tiếp này. một là mẫu tử tông. Rồi, tiếp như vậy là xong nha. Cái thứ hai nữa, trong cái quẻ này chúng ta sẽ thấy có hai hào phù màu, đúng không ạ? Có hai hào phù màu, thì thường nó sẽ biểu hiện cái gì? Hai hào phù màu thường nó sẽ biểu hiện phải ở nhà có lầu hoặc là nhà chung cư. Nếu như không phải có lầu của nhà chung cư thì ngoài cái miếng đất này phải có thêm miếng đất khác, đúng không? Bởi vì nó sẽ nghiêng qua một miếng đất khác là bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ có một hào phù màu lâm không, đúng không? Một hào phù màu lâm không không có nghĩa là không có, không tồn tại, không ở đó, đúng không? Thì có nghĩa là gì? Phải nghiêng về cái chuyện là mình có một miếng đất khác, bởi vì mình đang ở đây thì cái miếng đất bên kia mình đâu có ở, đúng không? Hoặc là miếng đất bên kia bỏ hoang không có người ở thì nó mới thể hiện là cái lâm không. Còn nếu như mà hai tầng mà chồng lên nhau thì rõ ràng mình đang ở đây thì sẽ khó có chuyện là một phù màu lâm không, mà đây lại là có một phù màu lâm không. Cho nên là lúc nãy em mới hỏi là ngoài cái nhà này còn có cái nhà nào nữa không, là lý do vì thế, bởi vì em thấy có một phù màu lâm không, được chưa? Như vậy nó sẽ ứng với cái chuyện là anh sẽ có một cái nhà khác hoặc là một cái miếng đất khác, đúng không ạ? Bên đó là rồi xác nhận có và đang cho người khác thuê, đúng không? Ừ, là kho sắt luôn anh, kho sắt luôn, không cho nó họ làm visa này kia đó. Đó là nói chung là giờ họ chuyển thành ngày qua cái làm giờ là chơi giải trí. Chứ mà đây hồi trước thì làm xuống sắt, chúng mà cho chuyển qua cho bay. Rồi được rồi, tiếp tục. Chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái quẻ này cực kỳ quan trọng đó là tử tôn trì thế. Mà tử tôn trì thế là khắc quan quỷ, mà khắc quan quỷ nó còn đại diện cho công danh. Điều này có nghĩa là khi mà ở trong nhà này cái đường công danh của anh nó sẽ có vấn đề, anh sẽ khó mà phát huy được cái khả năng của mình, và cái đường công danh của anh nó thẳng ra là cái đường tiến thân của anh ấy, nó khó lắm, nó chông gai lắm, đúng không ạ? Và thế nằm ở Thanh Long thì có chừng là dễ làm đến chuyện là liên quan đến nhà nước, dễ làm những cái công việc mà sẽ liên quan đến nhà nước. Thanh Long về Bạch Hổ nó sẽ dễ liên quan đến nhà nước, dễ chứ không phải là chắc chắn nha. Mấy cái này mọi người đừng có đó. Rồi thế nằm ở hao năm, mà này lắm hao ấm. Hao năm vốn là hao dương, đúng ra vị trí của nó phải là hao dương thì nó mới là chính vị, nó mới gọi là gì? Đắc trung đắc chính, nó mới được gọi là chính xác, nó không trái ngôi. Mà anh lại bị trái ngôi có nghĩa là thể hiện là gì? Một là công việc của anh có thể không làm đúng sở trường, đúng như những gì anh được đào tạo. Cái thứ hai là khi mà bị trái ngôi như thế này là mình sẽ có những cái bất đắc chí, có nghĩa là mình đang làm những cái công việc có thể mình cũng không thích luôn, hoặc là vị trí vai trò của mình không thích luôn mà mình cũng phải làm. Cái thứ ba nữa, anh đang ở hào dương mà anh bị âm thì có nghĩa là anh bị nhu thuận, có nghĩa là anh bị gò ép, có nghĩa là anh bị thoái lui, có nghĩa là tiếng nói của anh thì nói thật là không biết có đúng chạm hay không, nhưng mà tiếng nói của anh nó cũng lớn đâu. Nếu như không muốn nói, giống như đôi lúc anh chả phải là người quyết định trong nhiều thứ, có thể là công việc, có thể là cuộc sống gia đình, anh cũng phải là người được quyết định, ví dụ thế. Rồi xác nhận tiếp, rồi chúng ta đi tiếp. Quen rồi rất tươi. Rồi hao tài năm tài hao hai mà là ẩn phục, đúng không ạ? Hao hai là vị trí của ngôi nhà, mà ẩn phục tài năm tài hao hai có nghĩa là vợ ở trong nhà. Nhưng mà ẩn phục có nghĩa là tài vị trí nha, tài thời điểm mà chúng ta đang gieo quẻ nha, là vợ không có ở nhà. Đúng không? Bình thường thì vợ vẫn có ở nhà bởi vì đang năm hao hai, nhưng mà vì nó ẩn phục rồi cho nên là tại cái thời điểm mà chúng ta lấy cái quẻ này này, vợ không có mặt ở nhà, vậy chắc là đi làm. Mà ẩn phục tại quán quỷ thì chắc là đang đi làm, đúng không? Đang đi làm. Rồi. Có phụ mẫu 2450. Tiếp theo là chúng ta sẽ thấy rằng là hao phù màu thìn đồng. Như vậy là thời gian gần đây là có chừng là dễ có sửa nhà, sửa thì là 2015 á. 25 hả? 25 thì cũng lâu rồi đúng không? Vậy là cái năm ngoái mà lúc đó đúng rồi mà đúng không? Rồi trí gốc có vấn đề. Rồi, không phải nếu mà gần như thế mà anh không nhớ chứng tỏ trí óc rất có vấn đề. Về, em kiêm chị lắm thôi, không làm về á. Đừng đây, đừng đây, đừng. Rồi, được chưa? Đương nhiên cái này mình cũng dựa đến một cái kiến thức mà dựa đến một cái thực tế mà em biết về nhà anh. Cho nên em nói luôn là ví dụ như trong quẻ này chúng ta sẽ thấy rằng là cái thứ nhất nó nằm ở hao ống, hao dương đúng không? Hao dương là bên phải, cho nên là đang sửa cái phần bên phải. Nó nằm ở hao 1, hao 1 là phần sau nhà, đúng không? Hao 6 là trước nhà, hao 1 là sau nhà. Nằm ở bên phải có nghĩa là sửa góc phải phía sau nhà, đúng không? Cái vị trí sửa là sửa như thế. Nghe chưa kìa. Rồi, thêm một cái nữa, lúc này Duy cũng có nói đúng không? Là có anh em huynh đệ gì đó là mất sớm hoặc là bị xảy thai gì đó, đúng không? Là có rồi. Hình như anh cũng có luôn hay sao ấy? Đúng không? Anh cũng có luôn, cũng có con bị xảy luôn đúng không? Rồi. Tài vận dạo này không được tốt. Cái này em tính không nói đâu, bởi vì nói là anh sẽ có cớ để nói thôi. Vừa nay thầy cho không hiểu thôi, nhưng mà dù sao nữa thì mình không nói thì không được đúng không? Thầy què như thế này mà không nói thì không được là dối lắm quá, cho nên là thôi nhìn vào đây thấy tài mà bị nhật phả như thế này đúng không? Thì dạo này tài vận không được tốt. Bên kia thụt visa đó thầy, không tốt. Không có nói luôn. Đấy, nhưng là mình định là luận cho cái nhà này thật xấu để dù sao kiếm được cái mối để làm phong thủy. Chắc là phải suy nghĩ lại. Kèm quá. Rồi cái này thì bây giờ tại đây anh thử đi kiểm tra cho em xem thử mấy cái bóng nhà này. Bóng đen này, đặc biệt là bóng đen ở bếp hoặc là Cần Thơ này, có bóng nào bị cháy không? Bị không sáng chứ không phải có cháy. Bị không sáng. Chứ cháy đó là chỗ có để thành tài. Nó sáng có hay bị hư lắm. Rồi, ok. Mua bịch sẵn luôn, mười mấy cái đầu tư hai bữa cái. Hai bữa chạy rồi. Ok. Đó. Vì sao trong quẻ thấy cái này? Mình gì? Mình gì? Bởi vì minh di là ánh sáng bị che sấp, khiếm cũng là khói lút, là thấy có bị ánh sáng che lấp tối thui. Vì cái quan trọng nhất ở đây là quẻ cấn hỏa hỏa, nồi quải cấn hỏa hỏa. Nồi quải cấn hỏa hỏa là gì? Cấn là dừng lại, hỏa là ánh sáng bị dừng lại và ánh sáng bị che lấp, thì chắc chắn là trong nhà này phải có bóng bị cháy. Nó đồng vào hao 1 thì những cái vị trí mà dễ là những vị trí thấp, đúng không? Hao 1 là thấp, cho nên là những cái vị trí mà cái bóng và sáng nó bị á là về ở những cái vị trí thấp chứ không phải là cao. Thực chất trong quẻ này phù màu đồng thì đương nhiên về mặt hai đứa con của anh nó cũng tốt, rồi về phù màu đồng chắc chắn nó cắt cũng tốt. Máy ở đây nó đồng màu đâu khác thì có thể nó đỡ hơn tí, nó đỡ hơn, nhưng mà với lại nó đang được nhị hợp này, tức là thiên dầu là nhị hợp nên nó không khác được mạnh. Nhưng mà từ thì cần phải cẩn thận, mà chắc chắn là nó có bị khắc rồi đấy, có bị xấu rồi đấy, nhưng mà cái mức độ thì có thể nó chưa được phát huy quá, cho nên là cẩn thận cái này nhá. Bởi vì phù màu đồng thì sẽ khắc tử tốt, mà khắc tử tốt là có cái trong nhà, và cái thứ hai là phúc thần, đúng không? Như vậy trong nhà này bạn thì có một phúc thần thì có vấn đề, bị giảm, đúng không? Cho nên là sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Em mua con gà. Rồi đương nhiên trong quẻ này nó cũng thể hiện lại cái bệnh của anh, giống như lúc này chúng ta là luận cái phong thủy rồi, đúng không? Nhưng mà trong quẻ mọi người sẽ thấy nó lặp lại này. Có phải là ở đây là ngày ngọ, đúng không? Ngày ngọ thì hao thân kim và hao dậu kim là bị khắc, đúng không ạ? Thì rõ ràng thân kim là nằm tại hao 3. Thân kim nằm tại hao 3 thì hao 3 là vị trí của thắt lưng, vị trí của eo, cho nên là vị trí anh sẽ bị đau ở vị trí eo, thắt lưng. Cái thứ hai nữa là hao dầu kim nó lại nằm ở trên đầu, nằm ở hao 6 là trên đầu. Như vậy hai vị trí mà anh sẽ bị đó là thắt lưng và đầu. Thêm nữa thực chất hình như ăn uống cũng không được hóa miệng, ăn uống còn hóa miệng á. Với thấy trong quẻ không tai bị phá nó ẩn kiểu này về ăn uống không được hóa miệng lắm. Bếp kia bệnh à. Không gây bệnh luôn, tức là ăn dễ bị bệnh. Bạn gì thì bạn thấy gì? Chị nói ghê lắm. Nhà không làm việc quá dễ. Đúng. Không biết nhưng mà không nói nãy nói không già. Phía trước nha có cột điện hoặc là cái gì hay kiếm không? Phía trước nhà gì kìa? Cột điện kìa, chạm điện kìa, cái dàn sắt điện kìa, phải không? Bốt điện kìa. Nguyên cái bốt điện. Bốt điện. Đúng rồi. Nói chung là chẳng qua là thầy nhìn vô quẻ xong rồi thầy liếc một phát để thầy phán. Bởi vì sao trong quẻ này là gọi là tủ điện. Dạ, bởi vì trong quẻ này là thấy dầu kim lắm chú tướng. Chú tướng là trước nhà, mà dầu kim là cái gì đó hành kim, đúng không? Cho nên là tìm ngay trước nhà xem có cái gì hành kim không, liền quá thấy quách rồi, đúng nhà rồi. Không chạy đâu cho thôi. Ở đây nếu mà nông lâm nguyệt về là cũng có việc là dễ bị như cái mà của nhà nước không? Cái gì? Lâm nguyệt rồi luôn á. Đúng rồi. Đúng rồi. Lại là cái này là phá tài luôn đúng không? Đúng rồi, Lâm Nguyên Đế mấy cái đó phá tài. Rồi Lâm Di Tích. Thực chất là cái này ngày xưa có khuyên dời lắm rồi đúng không? Cái này đấy. Cái cục nóng này ngày xưa là em đã có từng khuyên anh dời một lần rồi mà anh không dời được. Bây giờ nó vẫn thể hiện được. Đúng không? Nó lần xấu này nó đâu khác nhau sau này. Nó máy lạnh đó. Tuổi dài nên ở phía trái nhà này xem thử có voi nước với đồ chứ không? Nước đồng hoặc voi nước chứ không? Phía trái nhà. Bởi vì sao? Bởi vì sẽ có thủy lâm thanh long là bên trái. Cái đường nước. Rồi phía trái nhà là đường nước luôn đúng không? Rồi. Hình như cột điện có cột điện bên phải nhà nữa. Đúng rồi, trước nhà là cột này nhưng mà sẽ có cột điện bên phải nhà. Đúng không? Cột điện hoặc là cái gì đó cũng liên quan đến kim tiếp bên phải nhà. Trước nhà hay kia có cái hạ thế này. Rồi, đôi luôn hạ thế luôn là cứ. Rồi, thêm một cái nữa này. Một cái thực chất là có chỉ trong lớp mọi người đâu mà thấy không ai nói ra được cái này. Quan quỷ lâm hao 2 mà lâm hao ứng là gì? Quan quỷ lâm 2 đâu, không phải ở nhà của mình. Nhà không phải là nhà của mình, nhà của người khác, đúng không? Tức là mình nói thẳng ra là mình đang đi ở kẻ nhà bố mẹ đó, thì đấy mới hỏi đó. Nên đây mới hỏi là mình chưa phải là chủ chính thức của căn nhà này. Nói chung là quay lối quay tới là thầy thấy là mỗi này không ngon. Rồi ok, chắc là lần chừng đó là được rồi ha. Bây giờ nãy giờ chủ nhà này có lần sai gì không? Chưa. Mình gọi đây đúng không? Nói sai cho nó nhanh là chỗ chỗ gì sai. Như vậy là không có chỗ nào sai hết đúng không? Anh cẩn thận luôn là có chính bà cụ sắp tới về bị bệnh với chất. Có chính bà cụ đi lại đặc biệt là chân phạm. Để nói đi. Một là chân, hai là ăn uống. Bà cụ sắp bệnh rồi đó. Nhưng mà cái đó đồng thể tài có chừng mất tiền bộ vợ anh con đó. À, dành thêm bộ vợ cẩn thân nữa. À, một là mẹ anh, hai là bộ vợ. Bởi vì sao thìn lâm hậu ứng đúng không? Ứng cung là bố mẹ vợ, mà thìn là dương, cho nên là bố vợ. À, vậy hết là bố vợ cẩn thân. Đi đứng và ăn uống, hai cái đó. Rồi xong giải quầy dịch đến đây kết thúc rồi. Thầy cái phụ mẫu mà hóa thê tài có phải là ba mẹ sắp có tiền không thầy? No. Sao có thể hóa thê tài họ đâu khác bố mẹ cẩn thận sắp tới có kiến đấy, đúng không? Thì một năm ở hao một này thì có thể là chấn đi đứng, và nó nằm ở hao tai này tai khắc thì có nghĩa là có chưng do ăn uống, hai cái đó. Hoặc là hòa tiền bạc, nó thường hòa tiền bạc thì ít lắm, có tiền vui nên ít khi mà nó hòa, cho nên là chủ yếu là đấy nó sẽ nằm ở hai cái, một là đi đứng, hai là ăn uống, hai cái đó cẩn thận. Rồi như vậy xong ha, về luận quầy dịch như vậy là cũng móc được khá khá thông tin thêm đó. Như vậy chúng ta đã kết hợp giữa cái phong thủy và quầy dịch để chúng ta luận cho ngôi nhà của họ. Thì phong thủy nó sẽ ra một số cái kiến thức của mảng phong thủy, đúng không? Kinh dịch nó cũng sẽ ra nhiều cái thông tin của kinh dịch, và chúng ta có thể kết hợp cả hai cái để chúng ta luận cho gia chủ học. Đương nhiên nếu như ai biết về tử vi hay bát tự gì nữa, đúng không, lấy là số ra ngồi nói thêm một khúc nữa nhưng mà mệt lắm, đúng không? Chừng đó là đủ rồi. Rồi nếu như luận đúng hết mọi người chắc cho ra một cái. Rồi như vậy buổi thực tập của chúng ta đến đây là kết thúc. Như vậy kiến thức chúng ta học cũng có thể là tin được, đúng không ạ? Chưa thấy sai gì, đúng không? Quan trọng ở chỗ là kinh nghiệm thôi, đúng không? Em có kinh nghiệm hơn cho nên là những cái luận đạo của em thì đương nó sẽ chính xác, nó sát sườn hơn. Còn mọi người chưa có kinh nghiệm thì đương nhiên những cái luận đoán của mọi người nó sẽ có nhiều cái nó đi ria, đúng không? Chưa vô được soi được cái trọng tâm, nhưng mà chúng ta kiểm sát lại chúng ta thấy rằng kiến thức nó vẫn đúng, như không có chỗ nào là chưa có chỗ nào bị sai sót, đúng không?